chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn đây là món bún thang nhé. Món bún mà được làm bằng rất nhiều loại nguyên liệu trộn với nhau với nhiều màu sắc bắt mắt trên cùng một cái tô bún này, nhìn rất là ngon và hấp dẫn nhé. Vậy bây giờ mình mời các bạn cùng với mình vào bếp để khám phá xem cách chế biến món bún thang như thế nào và nó gồm những nguyên liệu gì nhé. Thì bây giờ mình xin giới thiệu toàn bộ các cái nguyên liệu chuẩn bị cần thiết để làm cái món bún thang các bạn ạ. Thì là trước hết là các bạn chuẩn bị cho mình một đĩa bún rối nhé. Thì tùy theo bao nhiêu người ăn thì các bạn chuẩn bị tương ứng với số bún như thế. Gà này, gà đây. Gà thì là mình mua về đây mình rửa sạch rồi lát đây mình cho nên mình luộc. Giò lụa này. Giò lụa để tí nữa mình thái nhé. Thái thật là nhỏ và mỏng ra. Sợi dài dài để cho lên cái bát bún thang. Trứng nữa, đây là mình có hai quả trứng gà. Tôm khô, tôm tươi, đây là tôm tươi các bạn. Tôm tươi mình đã bóc vỏ mình rang chín rồi để tí nữa mình sẽ giã nhỏ ra để mình làm cái giúp tôm ấy. Mình bày lên trên cái bát bún thang ấy, nó sẽ rất là ngon và hấp dẫn. Các nguyên liệu để làm nước dùng thì gồm có xương này. Xương thì các bạn có thể mua xương ống hoặc là xương vai. Đây là mình mua cái xương vai. Nấm hương này. Bột canh. Đây là mì chính, đây là bột canh. Đây là hành khô. Gừng. Hai cái vị này mình sẽ nướng thơm lên và mình bọc vào cái túi. Mình sẽ cho vào cái nồi nước dùng này cho nó thơm. Tiếp nữa là tôm khô và dâu mực. Đây ba cái dâu mực đây. Và tôm khô nữa. Tôm khô với lại dâu mực này thì mình sẽ nướng thơm cái dâu mực lên và cái tôm khô này mình bọc vào cái túi này mình thả vào cái nồi nước dùng thì nó sẽ dậy mùi thơm lên. Và trong cái món bún thang thì không thể thiếu được là mắm tôm các bạn ạ. Đây là mắm tôm của mình đây. Khi nào các bạn ăn ấy thì là các bạn trộn một ít mắm tôm vào cái bát mắm bún thang ấy, thì nó sẽ dậy mùi lên rất là thơm và ngon ạ. Còn các loại rau ấy thì là mình có rau mùi và hành tươi. Củ hành tây này thì mình sẽ bổ làm 4 hoặc làm 6 để mình thả vào cái nồi nước dùng này cho nó thơm. Một trái chanh, hai trái ớt. Ngoài ra các bạn mà có thì các bạn có thể chuẩn bị thêm một ít cái củ cải khô các bạn ạ. Củ cải khô các bạn ngâm cho nó nở ra, xé nhỏ ra và các bạn cho nó ngấm gia vị và các bạn trộn nó vào thì các bạn cho vào cái bát bún thang ăn nó sẽ giòn sần sật và rất là ngon. Nhưng mà hôm nay thì mình không mua được củ cải khô cho nên là phải chịu. Thì bây giờ mình sẽ đi mình hầm xương các bạn, hầm xương và luộc gà nhé. Đây gà mình vừa mới luộc xong rồi mình sẽ cho vào đây một ít nước đá nhé các bạn ạ. Đấy, mình sẽ ngâm khoảng 10 phút thôi. Mình sẽ vớt ra thì nó sẽ săn cái da này và các cái miếng thịt này. Mình cho tôm vào cối và giã nhỏ để làm giúp.
ơi, bún thang ấy là cái món trứng rán là rất là ngon nhưng mà cũng rất là khó rán á. Mình cho bếp lửa to lên này, mình cho nóng chảo này, mình cho một chút dầu vào này. Cho thật nóng chảo nhá. Sau đó là mình lấy một chút giấy ăn, mình lau cái dầu này đi bạn ạ. Miếng trứng mỏng tan như thế này. Bây giờ các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Nước dùng của mình cũng được rồi. Mình đã nêm thử gia vị đủ rồi. Và bây giờ mình sẽ đi mình trần bún nhé các bạn. Đây, nguồn gốc ở đâu mà nó lại có từ bún thang nhá. Các bạn xem này. Thứ nhất là có rất là nhiều nguyên liệu trộn lẫn với nhau, giống như là cái bà bốc thuốc bắc ấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi mình bốc thuốc bắc này. Đây là thịt gà trước này, thì cái chỗ này gà là một toa thuốc này, trứng một toa này, trứng thái nhỏ như này này, đấy các bạn nhìn thấy chưa, rất là đẹp nha. Trứng một toa này, giò một toa, ruốc tôm một toa, hai cái nấm hương mình cho vào đây, một chút rau thơm, rau mùi. Bắt bún thang này. Đấy, như vậy là thành phẩm của mình cái món bún thang là xong các bạn ơi. Khi ăn nhé thì là các bạn cho một chút mắm tôm vào này. Đấy, xong các bạn trộn nó lên, trộn đều lên. Và vắt chanh vào ăn nhá. Ngon lắm các vị ơi. Ngon lắm ạ. Như vậy là mình đã vừa mới giới thiệu xong các bước để làm cái món là bún thang. Và nó đã có thành phẩm như thế này đây. Thì nó rất là thơm ngon nhưng nó quện vào đủ các vị đặc trưng này. Mắm tôm này, rồi là mực này, rồi là tôm khô này, ruốc tôm này, rồi giò, rồi thịt gà, rồi trứng, rất là ngon các bạn ơi. Để làm được cái món bún thang này quả thật là nó cũng rất là cầu kỳ đấy. Thì trước đây thì mình cũng cứ nghĩ là bún thang nó rất là khó làm ấy, mình ngại làm lắm, nhưng mà cuối cùng là sau một lần đi ăn về ấy, thì mình cũng cứ ngồi mình nhấn nhá, mình tìm xem nó là những cái thứ gì, và mình đã tìm được ra cái công thức để làm cái món bún thang này. Thật ra thì nó không khó đâu nhưng mà nó hơi cầu kỳ và tỉ mỉ một chút thôi. Cái món này của mình hôm nay là thiếu cái củ cải khô, chứ nếu mà có củ cải khô thì nó còn giòn ngon nữa các bạn ạ. Đây, đây nha, mình thử này. Mình thử một chút nha.
Ngon quá là ngon đấy. Món ăn cho gia đình ngày cuối tuần thật là tuyệt vời các bạn ạ. Chúc các bạn là nếu mà có sở thích làm món bún thang thì làm theo công thức của mình cũng là rất là ngon, tuyệt vời rồi các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Đấy, đây này, bạn nhìn thấy chưa, hấp dẫn lắm. Khi ăn các bạn trộn lên. Đây, cho mắm tôm vào. Tùy theo các bạn ăn nhiều ăn ít mắm tôm. Ôi, rất là ngon ạ, thơm ngon lắm ạ.